Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ hiện đang nằm trọn trong sự chi phối của khối không khí lạnh bao trùm khu vực. Tuy nhiên thì trên tầng cao có đới gió Tây Bắc khô hoạt động nên trời sẽ quang mây, có nắng và độ ẩm trong không khí giảm thấp xuống dưới 60%, cảm giác hanh khô xuất hiện. Trong ngày mai trời có nắng sớm, không khí được sưởi ấm nên nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh. Cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ từ 23 đến 24 độ. Ở các tỉnh phía Tây Bắc thì cao hơn từ 25 cho đến 26 độ. Nhìn chung là trời tạnh giáo, ấm áp và rất thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân miền Bắc. Đến ngày 11 và ngày 12 tháng 3, khối khí lạnh bắt đầu quá trình lệch đông và biến tính, do đó mà gió sẽ chuyển dần từ hướng đông bắc sang đông đông nam, vì vậy lượng ẩm sẽ tăng trở lại. Ngoài ra thì hiện tượng sương mù và mưa nhỏ có thể xuất hiện ở khu vực đồng bằng ven biển từ thời điểm đêm ngày 11. Mưa nhỏ kèm theo sương mù còn kéo dài đến ngày 13 và ngày 14 tháng 3, sau đó lan ra toàn khu vực Bắc Bộ. Đối với khu vực Tây Bắc và khu vực Việt Bắc, ở trên tầng cao còn chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp, một mây dông nên sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực này trong hai ngày 13 và 14. Như vậy là thời tiết từ ngày 12 tháng 3 trở đi ở Bắc Bộ được dự báo sẽ là mưa ẩm. Đối với các tỉnh miền Trung, cường độ gió Đông Bắc giảm yếu nên ở các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Đà Nẵng, mưa giảm hơn nhưng trời còn nhiều mây và có mưa nhỏ vào buổi sáng và đến trưa chiều thì giảm thêm, trời hửng sáng yếu. Do các hình thái gây mưa đang hoạt động yếu dần, vì vậy mà đêm ngày 11 tháng 3 thời tiết tại Trung Bộ sẽ tốt hơn và đến ngày 12 trời sẽ giảm mây và có nắng. Gió Đông Bắc ở ngoài khơi cũng chỉ còn duy trì cấp 6 trong ngày hôm nay, sang ngày mai thì giảm xuống phổ biến ở mức là cấp 5 và đến ngày 12 thì tiếp tục giảm thêm. Thời tiết từ ngày 12 sẽ hoàn toàn thuận lợi cho các hoạt động ra khơi của ngư dân. Nền nhiệt độ tại Bắc và Trung Trung Bộ cũng tăng dần từ ngày mai, 23 đến 26 độ và từ ngày 12 ngày 13 còn tăng lên 2 đến 3 độ nữa. Riêng với khu vực Nam Trung Bộ hầu như là không ảnh hưởng bởi không khí lạnh, mưa hầu như chỉ vài nơi ở phía Bắc, nền nhiệt độ là từ 27 đến 31 độ. Trong ngày hôm nay, một chút sóng lạnh phương Bắc khuếch tán xuống cộng với khối khí biển suy yếu nhẹ, nên nhiệt độ tại Đông Nam Bộ sẽ giảm nhẹ khoảng 1 độ, cao nhất trong ngày chỉ từ 33 cho đến 34 độ. Còn đối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ thấp hơn miền Đông từ khoảng 1 đến 2 độ, phổ biến không quá 33 độ, trong khi đó ở Tây Nguyên chỉ từ 30 đến 32 độ. Nắng nóng chỉ tạm thời suy giảm, sau đó sẽ lại xuất hiện trở lại trong những ngày tới với tình trạng nắng nhiều và nhiệt độ tăng cao, với nhiệt độ trên 35 độ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin từ tiếp biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông chỉ còn gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 trong ngày hôm nay. Từ ngày mai, gió giảm nhanh về mức cấp 5 và tiếp tục yếu hơn trong những ngày sau. Khu vực Nam Biển Đông trong hôm nay phổ biến là gió Đông Bắc ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, sau đó cũng giảm nhanh về cường độ. Như vậy là trong 3 ngày tới, thời tiết biển khá thuận lợi cho các hoạt động ra khơi, gió nhẹ và trời không mưa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.